Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì lâu lắm rồi mình mới quay trở lại với cái Công viên Khủng long này nha các bạn. Chúng ta đã bị lỗi map và mình cũng đã mất hết 4 tập stream để mà khôi phục lại rồi. Đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi vào đây và hồi sinh một trong hai cái em cuối cùng luôn nha các bạn. Đó chính là Spinosaurus và Sarcosuchus nha. Đó, hai em rất là kinh khủng luôn. Tập hôm nay thì mình sẽ dành cho Sarcosuchus nha các bạn. Đây là một loài cá sấu cổ đại. Đó, sống ở kỷ phấn trắng nha. Và các nhà khoa học cho rằng thì nó có thể săn được khủng long bạo chúa luôn nha các bạn. Đó, nói chung là nó cũng khá là kinh khủng đó. Ok, ở đây mình có 6 cái DNA luôn. Đây, nó đã bắt đầu tạo phôi rồi nè. Khá là xịn sò. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra ngoài này và thăm mấy em thằn bò cái đã. Lâu lắm rồi mới gặp lại nè. Bên đây một em. Đó. Và bên đây cũng là một em thằn bò nữa. Trời ơi, lâu lắm rồi đó. Rồi, để mình chạy ra ngoài này mình coi thử nha các bạn. Đây. Đây là mấy em Mosasaurus nè. Trời ơi, toàn nằm dưới hồ thôi mà. Đó, xịn sò liền. Bây giờ thì mình đã có được 10 cái khán đài luôn. À, và một cái đường hầm. Đó, để xem Plesiosaur và Ichthyosaurus nha các bạn. Đó, mấy em Plesiosaur đang chơi đùa đó. Còn bên này chính là một cái hồ kết hợp với cái chuồng đó, dành cho mấy em sinh vật cổ đại dưới nước nha các bạn. Ố, mấy em Nautilus của mình nó đã biến mất rồi nè. Đúng là không nằm ngoài dự đoán của mình. Bọn nó khi mà mình thoát khỏi game á các bạn à, hoặc là mình đi xa khỏi cái chỗ của bọn nó á, thì bọn nó sẽ tự động biến mất luôn nha các bạn. Chúng ta phải chuẩn bị trứng sẵn để mà hồi sinh nó lại nha. Đây, mình sẽ hồi sinh tụi nó. À, nó thêm một cái trứng nữa nè, khá là xịn sò luôn. Rồi, cho 11 em Nautilus ra luôn nha. Mấy em cá vây tay Cooler Can thì vẫn còn nè. Cá lén lớn Bắc Mỹ, Alligator Gra vẫn còn. Và cá tầm, Sturgeon vẫn còn nha các bạn. Còn mấy em rùa cổ đại Henodus thì nó không có vấn đề gì cả. Đây, Henodus. Mình sẽ lấy cái cuốn Dinobedia ra để mà coi tụi nó một xíu nha. Đây chúng ta có một con Henodus cái nè. Và con này thì mình chưa thu phục được luôn nha. Phải cho trứng của nó nở gần mình á thì mình mới thu phục được lẫn các bạn à. Đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi qua bên này và xây cái chuồng cho cái con Sarcosuchus nha các bạn. Mình sẽ cách cái này ra khoảng 10 ô nha. Để chúng ta sẽ có được một cái lối đi thích hợp cái đã. Có được một cái lối đi hợp lý. Đây, ai dám chỉnh cái quan lại cái đã. Đó, để mình chỉnh cái cây quan thứ hai lại luôn. Đó. Chứ mà để mà nó xây toàn bề mặt như thế này thì chúng ta sẽ đập ra rất là khổ luôn. Ok, ở đây nó đã cách ra khoảng 5 ô rồi. Mình chỉ cần cách ra khoảng 5 ô nữa là xong nha các bạn. Thì mình sẽ xây một cái hồ và một cái chuồng luôn. Đó, chính xác là một cái chuồng và kết ở trong cái chuồng thì có cái hồ nha các bạn. Tại vì cái con cá sấu cổ đại này nè, nó có thể sống vừa ở trên cạn vừa ở dưới nước được luôn. Mặc dù ở trên cạn thì nó sẽ chậm chạp hơn ở dưới nước thôi. Thì cái hồ này trước mắt mình sẽ xây tầm 3 ô đi. Cao 3 ô nè. Cao 3 ô. Và nó sâu 8 ô nha các bạn. Chúng ta sẽ ốp bằng những cái loại như là kính cường lực cũng như là cát dày đặc nha. Đó, để cho tụi nó không có thể phá ra được. Và ở đây thì mình cũng sẽ xây nó dày. Một cái tường dày 2 ô luôn nha các bạn. Không phải là tường 1 ô đâu. Đó, tường 2 ô mới an toàn lận. Thế là đã xong. Xong được một cái trụ rồi nè. Mình sẽ đập cái chỗ này đi. Đó, nó mới về cái hình dáng mình thực sự nè. Để mình lên trên. Ây da, có con gì nó quýnh mình vậy? Ủa, con lợn rừng các bạn ơi. Ây da, chết rồi, tôi không có đem theo cái cây kiếm rồi. Để coi mình còn cái gì không. Có cái rìu nè, móc ra bổ nó luôn. Mày nè. Trời ơi, bộ một phát chết queo con nhỏ luôn. Và nó cũng kịp quýnh cho mình một cái nữa chứ. Thiệt chứ. Rồi,
Ở đây thì chúng ta sẽ xây cho nó cao lên này luôn nha các bạn. Trước mắt thì mình sẽ cho nó cao 3 ô đi. Đó, nó lòi lên trên 3 ô. Còn tí nữa mình sẽ điều chỉnh lại sau nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ đào luôn cái dải đất này ra luôn đi. Đó. Và cái chuồng này sẽ có kích thước là 95 nhân 80 nha các bạn. Đó, một cái kích thước rất là kinh khủng luôn. Và cái hồ ở giữa sẽ có kích thước là 54 nhân cho 44. Ồ. Quá kinh khủng luôn đó. Rồi. Ok, mình sẽ đi qua bên kia và ốp cái lớp kính. Đó, chúng ta sẽ ốp cái lớp kính kéo dài ra phía bên này trước nha các bạn. Thì ở đây thì mình sẽ kéo được cái chiều dài trước. Đó. Cái hồ khá là kinh khủng đó. 95 nhân 80 lận. Quá xịn sò luôn. Rồi, mình sẽ dùng những cái quan để mà kéo cho nó nhanh luôn nha. Thì dự là cái công việc này nó sẽ xây tốn khá là nhiều thời gian của mình đó. We'll be right back.
like a Hellcat. Thank you.
Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành ốp mấy cái cát cường lực vào nha các bạn. Đó, ốp cái loại cát này vào cho cái bọn Sarcosuchus nó không phá được nha. Đó, xịn sò liền. Mình sẽ ốp cát cường lực trước, rồi tí nữa mình sẽ còn lắp glowstone và còn làm rất là nhiều công việc khác nữa, cũng như là lắp những cái máy thổi bong bóng nè, những cái feeder nè. Wow, rất là nhiều thứ luôn nha các bạn. Ok, chúng ta sẽ cùng kéo tuốt ra ngoài này và dùng cái cây quan để mà làm cho nó lẹ luôn. Nói chung là có những cây quan thì chúng ta rất là tiện luôn đó nha. Lấy quan ra mà kéo nè. À, chỉnh qua chế độ này kéo cho nó gọn nha các bạn. Đây là chế độ fluid á, kéo ở trong nước luôn. Quá xịn, quá xịn.
Thì bây giờ mình sẽ đi làm cái cửa để mà có lối ra, lối vô cho cái chuồng này nha các bạn. À, ở đây mình đang tiến hành đo đạc nó nè, sao cho nó hợp lý nhất. Rồi, qua bên đây thêm 2 ô nữa, 1 ô bên đây. Rồi, nó sẽ nằm chính giữa đây nha các bạn. Thì cái cửa này nó sẽ là 4 ô. Và chúng ta sẽ dùng cái cây hammer luôn đi, để mà đập cho nó lẹ nè. Ồ, xây cái chuồng này nó tốn rất là nhiều tài nguyên của mình luôn. Mình đã xây trong vòng 7 tiếng đó bạn à, 7 tiếng ngoài đời luôn đó. Dự là video này mà nếu edit nào nữa thì nó cũng chắc tầm mười mấy tiếng đấy. Rồi, để mình đập cái chỗ này ra nha các bạn. Đập cái chỗ này ra. À, xong xuôi liền, xịn sò nha. Rồi, ở đây chúng ta sẽ đặt một cái quả bon đây đi. Tự nhiên mình có một cái quả banh màu vàng nó len lói vào. Mình sẽ chia sổ luôn những cái block iron để mà gắn vô cửa nha các bạn. Thì mình sẽ dùng cái loại bình thường thôi. Cái loại iron mà mình hay sử dụng đó. Rồi, xin cho liền. Và bây giờ chắc chúng ta cũng phải đập luôn cái phần ở dưới này để mà còn lót nữa, những cái lót iron xuống dưới nữa. Rồi, cây hammer của tôi đâu rồi? Lấy và đập ở dưới luôn nha các bạn.
Đó, xịn nha. Và hai cái cục này chúng ta cũng đập luôn. Lần này thì mình đập bằng những cây cúp bình thường thôi. quá xịn luôn. Ok. Rồi mình sẽ lót những cái lock iron mình đã chisel cũng như là reinforced glass vô luôn nha. Đồng thời mình cũng gắn cửa luôn. Chúng ta cũng gắn cửa luôn nha các bạn. Tạm thời mình sẽ để 4 cái lock iron. Đó, làm cái nền ở dưới. Những cái này thì bọn này nó không có phá được các bạn à. Rồi, tiếp theo đó mình sẽ lấy reinforced glass ra và đặt như thế này. Đặt iron block như thế này luôn. Trước mắt chúng ta sẽ đặt như thế này đi cho nó đỡ tốn. Mấy cái khối sắt này nó hao lắm. Rồi để mình lấy thêm mấy cái reinforced glass ra nha các bạn. Reinforced glass, kính cường lực. Đây, đặt những cái kính cường lực vào chỗ này. Đó, đã xịn sò hơn rồi. Rồi, mình sẽ đặt luôn hai cái cửa bằng sắt vô luôn nha các bạn. Mình sẽ đặt cái chiều hướng về bên trong đi. Và bốn cái carpenter button, những cái nút carpenter. Ok, carpenter button thì chúng ta sẽ đặt ở đây, đó. Và ở ngoài hai cái nữa các bạn à. Rồi mình sẽ cần thêm một cái block sắt. Ok, một cái lốc sắt chisel cho màu nó giống như thế này các bạn ơi. Rồi chúng ta thiếu một lốc sắt nữa rồi, để mình chisel một cái luôn nha các bạn. Rồi chisel nó luôn. Cái loại mà mình hay xài đó rồi. Đây. Đó, và lắp nó vào. Thế là chúng ta đã có được một cái cổng. Một cái cửa thể đi ra đi vô rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp glowstone nha các bạn. Rồi, nãy mình chỉ lắp glowstone ở phía dưới thôi. Bây giờ mình lắp glowstone ở cái bề mặt, cái phía mặt đất nha các bạn. Rồi, chắc mình sẽ làm cái công việc này nhanh thôi. Cái này thì quá đơn giản rồi. Glowstone đã được lắp xong rồi nha các bạn. Bây giờ tới cái công việc đó chính là trồng mấy cây paleograph cũng như là những loại cây khác để mà trang trí cái khu này mới được. Cái vườn hồ. Không biết gọi cái này là cái gì nữa. Rồi chúng ta sẽ trồng thêm paleograph nè. Đó, những cái này thì nó mọc theo cụm như vậy á, nhìn nó sẽ rất là đẹp luôn. Rồi, ở đây chúng ta cũng trang trí thêm gần gần cái thành hồ nữa. Ok, chỉnh sao liền. Rồi, nó đã hợp lý hơn rồi đó. Wow, đúng là xây cái hồ này nó khủng bố vãi chưởng. Cực vãi chưởng luôn. Rồi, ở đây mình sẽ trồng thêm những cái cây rừng nha các bạn, cũng như là cây acacia. Đó. We'll be right back.
Cuối cùng thì mình cũng đã trang trí xong cái phần ở trên cạn rồi. Và những cái feeder thì mình cũng đã đặt và cho thịt vào hết trong đó luôn rồi. Đó. Mấy em này chỉ có 6 em thôi mà mình xây cái chuồng nó bự quá ha. Hy vọng sau này thì bọn này nó sẽ sinh sản ra thật là nhiều em Sarko Sturges khác nữa. Ồ, rồi 6 em Sarko Sturges, mình sẽ tiến hành hồi sinh nó luôn nha các bạn. Chúng ta đã có được 6 quả trứng rồi nè. Một quả ở đây, 2 quả, 3 quả, 4 quả và 5 quả, 6 quả. Ok, đã xong. Những cái trứng này thì mình cảm thấy nó cũng không có bự kinh khủng khiếp lắm thôi. Tại chắc hôm bữa mình nhìn cái trứng của con Brachiosaurus á, con khủng long cổ dài các bạn à. Nó to quá. Nhìn lại mấy cái trứng này thì nó nhỏ lại nào nè. Wow, được mười mấy phần trăm rồi hả? Nhanh quá vậy, xịn sò. Nó đứng cũng không có to bằng cái đầu của mình ha. Tính ra cũng bình thường thôi. Rồi 25% rồi, nhanh vãi chưởng luôn. Mình sẽ lấy thêm thịt ra nha các bạn. Đâu rồi, thịt của tôi đâu rồi? À, và mấy cái em Sarko Sturges này thì chúng ta không có thể dùng nước cốt gà nha các bạn. Không có thể dùng tinh chất gà để mà cho tụi nó phát triển nhanh được. Còn bây giờ công việc của chúng ta là chờ đợi những cái trứng này để cho nó nở thôi. Còn cái gì nữa không? Chắc hết rồi. Mình sẽ kể một xíu. Thì mình đã hoàn thành xong cái chuồng kết hợp với cái hồ cho cái bọn Sarko Sturges này trong vòng 8 tiếng ngoài đời thực nha các bạn. Mình nghĩ khi mà edit video á và thu âm nữa thì chắc nó cũng sẽ lên tầm đâu đó 12 tiếng đó các bạn ạ. Một clip 12 tiếng mà chắc mình sẽ edit cho nó tầm 50 mấy 60 phút thôi. Đó, mình sẽ cắt ra những cái đoạn mà những cái đoạn mà đập phá rồi đó. Trời ơi, đúng là nó kinh khủng luôn. Tại trước mặt mình nó có một cái núi, các bạn có thể thấy không? Đó. Chúng ta phải đập cái núi đó ra để mà xây cái chuồng này đó các bạn ơi. Rồi, xịn sò liền. Còn những cái công việc như là lắp lowstone nè, lắp những cái loại kính cường lực nữa. Trời đất ơi, kinh khủng khiếp. Rồi, để mình quay trở lại coi những cái quả trứng nó như thế nào rồi nha. Mình chỉ ngồi lề một xíu thôi. Quả nó đã được 80 mấy phần trăm rồi các bạn ơi. Sắp 90% rồi. Đó, nó đã sắp rung lắc rồi nè. Và quả trứng đầu tiên tiến hành rung lắc rồi các bạn ơi. Những quả còn lại nó cũng đã rung lắc theo luôn rồi.
Thì cái bọn Sarcosuchus chết này chúng ta cũng thu phục theo những cái cách đặc biệt, đó chính là đánh cho nó thấp máu xuống rồi cho nó Scarab Game nha các bạn. Đó, và em đầu tiên đã xuất hiện. Ui, các bạn có nghe được cái tiếng đó không? Nó kêu chuột chuột. Trời ơi, nó mới xuất hiện mà nó đã một cái quả banh xuống hồ luôn rồi. Mấy con này. Đây chúng ta có được một con female nè, tức là một con cái đó. Mình kiếm thêm một con đực nữa là đủ. Đây, con này con gì đây? Một con đực nữa. Quá đủ rồi các bạn ơi. Xịn sò, một cái một đực để chúng nó có thể duy trì nồi giống được rồi. Đó, trên cạn còn thêm một con đực nữa nè. Đây. Rồi, đực nhiều quá vậy? Ba đực một cái rồi. Còn hai con nữa nó ẩn trong mấy cái lớp cỏ đây nè. Nó cùng màu quá. Nên mình không có thể thấy được. Wow, các bạn có thể thấy không? Nó ăn rất là nhiều thứ luôn đó. Bọn này thì khi mà cái tâm trạng nó không ổn định á, các bạn mà để chế độ bình thường mà các bạn nhảy xuống hồ á thì nó sẽ kiểu như là xé xác các bạn luôn đó, kinh lắm. Nó ngậm các bạn rồi xong nó sẽ quay vòng vòng dưới nước á, rất là chóng mặt luôn. Bạn nào mà chơi cái mod này á thì hôm nào hồ thử đi rồi sẽ biết nha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đưa cho các bạn một vài thông tin về những em cá sấu cổ đại của kỳ phấn trắng này nha. Đây, Sarcosuchus. Hiện tại thì mình chỉ cho nó ở trên cạn thôi, tí mình sẽ cho nó xuống nước sau. Thì đó là một vài thông tin về em cá sấu cổ đại Sarcosuchus nha các bạn. Ở đây nó đang chơi đùa với cái quả banh nè. Nó giật giật hoài luôn. Sợ vãi chưởng. Chúng ta đã có được mấy em nó ở dưới hồ rồi. Thì nói chung ngày hôm nay quá là cực khổ rồi. Nói chung cái thời gian mà hồi sinh á thì nó không có mất bao lâu hết á. Chỉ là cái thời gian mà xây dựng cái hồ với lại cái chuồng này nè, thì nó tốn nhiều thời gian của mình thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay, đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming. Và nhớ ấn vào cái chuông bên cạnh nút subscribe để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của anh nha. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.